Con người có nỗi sợ không? Tôi muốn chia sẻ với bạn rằng là ai cũng sẽ có những cái nỗi sợ. Và bạn biết không, nỗi sợ lớn nhất của con người đó là sợ bị chỉ trích. Chúng ta thấy rằng là trong cuộc sống của chúng ta, khi chúng ta phát triển, xây dựng công việc, phát triển bản thân, thì một cái điều rất là hay xảy ra đó là chúng ta sợ người khác sẽ để ý đến bản thân mình và họ chỉ trích những cái điều mà chúng ta khiếm khuyết. Bạn sẽ thấy rằng là một trong số những đặc điểm đó là rất nhiều bạn trẻ thường thiếu tự tin trong cái việc xây dựng mối quan hệ và tỏa sáng bản thân. Chúng ta sợ rằng mọi người sẽ để ý đến cái tóc của chúng ta. Chúng ta sợ rằng là chúng ta có một hàm răng không được xinh đẹp cho lắm, hay một bộ quần áo quá bình thường. Bạn thân mến, thiếu tự tin là yếu tố đầu tiên và bạn luôn luôn sợ người khác chỉ trích mình. Điều thứ hai, chúng ta thấy rằng là sẽ có những bạn trẻ họ chia sẻ về công việc kinh doanh, làm bất cứ một cái điều gì đó thì làm một cách là gì ạ? Hơi mờ nhạt và không có dấu ấn riêng. Điều gì dẫn đến chúng ta luôn thuyết trình theo kiểu là từ từ, hay sẽ có những cái bạn trẻ dùng những cái từ khóa rất là đao to búa lớn, đúng không ạ? Họ làm mọi người nghĩ rằng là phải làm một cái gì đó thật là lớn lao trong cuộc đời này mới gọi là thành công. Phượng muốn chia sẻ với bạn một trong số những cái điều mà Phượng rất là tâm niệm trong cuộc sống, đó là chúng ta cần vượt lên và phát triển chính bản thân mình. Không ai có quyền phán xét bạn cho đến khi bạn cho phép họ được phán xét cái điều đó. Thiếu tự tin ư? Bộ quần áo đẹp ư? Bạn phải nhớ này, điều đầu tiên khi chúng ta bước chân ra ngoài đường, mỗi một người sẽ có một điều kiện khác nhau. Nếu bạn có điều kiện, bạn có thể dùng túi hàng hiệu. Nếu chúng ta không có điều kiện, chúng ta có thể dùng một cái túi rất là bình thường, đúng không ạ? Nhưng điều quan trọng là chúng ta tự trả tiền cho vật phẩm của mình. Đẹp, ngon, sang chảnh hay bình thường, gọn gàng, giản dị là phong cách của mỗi một con người. Chúng ta không xin tiền một ai đó để trở nên giống họ, và chúng ta có quyền làm những điều chúng ta thích. Có phải rằng là chúng ta đi chơi với những người bạn của chúng ta, tiền nước chúng ta vẫn phải trả, đúng không ạ? Chúng ta đi ăn với những người bạn của chúng ta vẫn phải cùng Campuchia, đúng không ạ? Cùng nhau chia cái phần tiền đó. Vậy thì họ không có quyền phán xét bạn. Hoặc quay trở lại, chúng ta phải thấy rằng là mỗi người sẽ có một cái đặc điểm riêng, đúng không ạ? Có người thì thích quần áo sang chảnh, có người thích quần áo giản dị, và chỉ đơn giản là cái điều kiện cũng như hoàn cảnh của bạn phù hợp ở mức độ đó. Quay trở lại, khi chúng ta ra ngoài giao tiếp với những người xung quanh, cái việc chúng ta sợ người khác sẽ phán xét, cái tóc của cô bé kia màu lạ quá, cái bộ quần áo sao nhìn trông kịch cỡm quá, bạn biết không, đôi khi trang trọng quá cũng bị nói chuyện luôn. Và trước đây Phượng đã cực kỳ tự ti từ tóc của Phượng không được đẹp, trông nó không được nữ tính này. Phượng tự ti rằng là mình rất là cao to. Ngày xưa Phượng đi cùng với cả những người bạn học cấp 3 của Phượng, và họ thì rất là nhỏ xíu xíu, khoảng 1,5 m thôi. Phượng thì rất là cao, 1,7 m. Và những người bạn của Phượng thường không thích đi cùng với Phượng bởi vì Phượng quá cao. Có một khoảng thời gian Phượng tự ti. Sau đó đến năm nhất đại học thì Phượng được một cái người chị có nói rằng là: em, Thượng Đế sinh ra mỗi người giống như một cái bông hoa ấy. Có những người thì họ có rất là nhiều màu sắc đẹp, nhưng cũng có những người có những hương thơm riêng, có những đặc tính riêng trong tính cách. Cái điều quan trọng nhất đó là chúng ta biết được mình có điểm mạnh gì, mình có điểm thu hút gì, hay nói chính xác, bạn có giá trị gì để trao đổi trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta hãy tự tin là chính mình. Hòa nhập nhưng không hòa tan, là đấy là một cái từ khóa mà Phượng rất là thích trong cuộc sống hàng ngày. Quay trở lại, ai cũng sẽ bị chỉ trích. Dù bạn làm tốt hay không làm tốt, Phượng lấy ví dụ chúng ta đi từ thiện đi. Sẽ có những người, nếu chúng ta up ảnh lên Facebook, thì những người bạn của mình sẽ nói rằng là mới đi làm phước được có một chút xíu mà đã khoe. Nhưng nếu chúng ta không nói gì thì mọi người lại nói rằng là gì ạ? Tại sao bạn đang làm điều tốt mà không chia sẻ để lan tỏa? Người tốt sẽ yêu thương và luôn tin tưởng bạn. Người chưa tốt sẽ nói rằng bạn làm thế này thế kia chưa được. Họ sẽ luôn chỉ trích bạn. Nhưng dù sao đi nữa, trên hành trình của chúng ta sẽ luôn có người yêu thương, sẽ luôn có người phán xét bạn. Cái điều quan trọng nhất, hãy luôn nhìn vào những người yêu thương chúng ta, dành tình cảm quan tâm tới chúng ta để mà phấn đấu, để mà nỗ lực tiến lên. Và xin chúc bạn sẽ luôn có những người bạn luôn yêu thương, đồng hành và cổ vũ bạn tiến lên. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong các video tiếp theo.